Sáng nay, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu phối hợp tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân công ty điện tử Việt Hoa tại khu công nghiệp Hòa Khánh. Theo đó, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu đã huy động nhân lực và trang thiết bị tổ chức lấy mẫu cho khoảng hơn 2.500 công nhân của công ty. Đây là lần lấy mẫu xét nghiệm thứ tư đối với công nhân của doanh nghiệp này kể từ khi phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên là công nhân đang làm việc của công ty vào ngày 14 tháng 7. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng cho biết, đến ngày 27 tháng 7, chuỗi lây nhiễm liên quan công ty điện tử Việt Hoa đã có 195 ca mắc COVID-19, tập trung nhiều nhất ở quận Liên Chiểu. Đến nay, thì doanh nghiệp đã được phong tỏa 14 ngày. Thông qua kết quả xét nghiệm lần này, ngành y tế sẽ rà soát đánh giá lại tổng thể để từ đó báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố xem xét để doanh nghiệp sản xuất trở lại.